Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nguyên lý hoạt động của cái bơm nhé, của các cái dòng robot hút bụi mà có tính năng giặt rẻ. Thì về cơ bản tất cả các dòng robot hút bụi có tính năng giặt rẻ thì đều chung một nguyên lý đấy, đều chung một nguyên lý bơm, đó là bơm chân không. Thì ví dụ như đây là con X1 Oni, nó sẽ có hai cái bình, một là bình nước sạch đấy, một là bình nước sạch, hai là bình nước bẩn. Thì cho nên là có một cái bơm ra vào đây, nó có một cái bơm chân không. Thì khi mà bơm hút chân không thì nó sẽ hút vào đây, sau đó này qua một cái này, cái chiếc bình này nó phải kín khít nhé, thì để cho nó mới hút được nước từ dưới đáy này lên cái trên này đấy, từ dưới lên đổ vào bình. Thế cho nên là bơm chân không là nó phải kín khít thì mới được. Một số các cái bạn bảo là X1 Oni rất là hay bị hỏng bơm. Thì mình bán rất nhiều X1 Oni rồi, mình bán phải đến gần nghìn con rồi. Chưa có một con nào bị hỏng bơm, đấy là nó chắc chắn luôn, chưa một con nào bị lỗi bơm. Đấy, hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao mà mọi người lại bảo lỗi bơm. Đấy là mình chưa nắm rõ về nguyên lý của hoạt động của bơm nhé. Thì hôm nay mình sẽ thử luôn cho các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ bơm nước xuống để mình rửa cái này, bơm nước xuống để mình rửa cái bên dưới xem nó là như thế nào. Mình đang để đây là nó bị để mình đang để chế độ nó bị e khí nhá. Cái bây giờ mình sẽ bơm nước xuống cho hoạt động này, quay xuống đây. Đấy, nó bơm nước xuống rồi đúng không? Thi thoảng mình phải bơm nước xuống để mình rửa nó đi. Bằng khi mình ấn nút ngoài cùng trên này thì sẽ bơm nước xuống. Phải zoom to lên anh nhìn thấy không? Đấy. Ok chưa? Rồi nha, sau đó mình sẽ lấy cái này mình rửa đi. Đấy, hàng tuần mình sẽ đánh rửa vệ sinh đi. Đấy, mình sẽ vệ vệ sinh luôn. Bởi vì khi ở đây ấy, thì là robot nó sẽ đi làm về là sẽ bẩn đấy, cặn bẩn ấy, thì mình phải rửa vệ sinh đi hàng tuần nhá. Đấy. Cho nó sạch đi. Đấy, xong rồi xong mình sẽ bơm nước lên. Quay đây. Bơm nước lên thì bây giờ mình sẽ ấn vào đây tiếp, ấn vào cái quay sát vào nút này nhá, bấm vào cái nút bên cạnh này. Mình sẽ bơm nước lên. Đấy. Đây nó không bơm mà nước lên đúng không? Bơm hoạt động nghe tiếng kêu của bơm đúng không? Nhưng mà nước không lên được. Đấy, tại vì nó đang bị e. Nó đang bị e khí nó không lên được. Thì những cái người không mình không sử dụng lâu, không dùng không biết ấy, thì mình lại bảo nó hỏng bơm. Đấy là cái đấy là mình không nắm rõ về nguyên lý của nó đúng không? Bây giờ mình sẽ sửa lại cái này, em quan đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp vệ sinh lại cái này. Thì cái này nhá, đây là cái răng này, cái sao đây nhá, cái này là cái răng này, cái răng này nó phải kín khít nhé. Khi đổ nước bẩn ra thì nó rất dễ bị bám những cái cặn bẩn ở trên này đúng không, mép trên này và răng này, cho nên khi mình đóng vào như này thì nó sẽ bị e, nó hở một tí là nó sẽ bị e, cho nên là mình phải lau đi, lấy khăn mềm lau cái mặt trên này đi nhé, lau mặt trên này và lau cái này đi đúng không, sau đó mình đóng lại, ok, đóng chặt lại, lắp vào đây, quen đây, lắp vào đây nhé. Khi lắp vào đây mình hơi ấn tay một chút, ấn vào giữa này một chút để làm sao ở mục đích là cho hai cái răng này này, hai cao su này nó kín khít vào đây này nhé. Ấn chặt một chút, ok. Bây giờ mình sẽ bơm lại này, này. Bấm lại này nữa cho bơm nước lên này. Đấy. Em qua đây cho nước lên này. Đây. Đấy. Nước lên. Có nhìn thấy nước lên không? Không ạ. Đây em qua đây. Đây hút cạn đây. Em nhìn thấy đây. Quay 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 nước đây. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy. Hút đây. Nữa nha. Đấy, em quay đây, em quay đây này, mình thấy chưa, mình thấy nước lên chưa đúng không, đấy nha, thấy nước phun lên chưa, à bây giờ mình bỏ ra mạng xe này, thứ tư cái này bỏ ra đây, nước đây đúng không, nước phun lên đây.
đấy là nguyên lý hoạt động của bơm, và cách mình hướng dẫn là để xử lý cái bơm tất cả các dòng, không phải chỉ một, mà các dòng như W10, các dòng như là Robodoc 7000V Ultra và tất cả các cái dòng có chế độ bơm nước tự động và dặn như thế này thì đều là nguyên lý hoạt động bơm nó như nhau. Thì đây là cách xử lý chung của tất cả các dòng, chứ không phải nó bị hỏng hỏng motor, hỏng bơm nước nhé. Mọi người chú ý còn này. Là X1 này thì dùng quá ok rồi, mình chưa thấy con nào bị hỏng bơm nước đâu. Rồi trong quá trình sử dụng, nếu mọi người mà có cái gì chưa hiểu thì cứ đặt câu hỏi ở bên dưới video này thì mình sẽ hướng dẫn thêm nhé. Xin cảm ơn.